Chào các bạn, hôm nay thì Fairfood lại xin giới thiệu với các bạn một trong những cái sản phẩm thực sự là rất là tốt, đặc biệt là trong cái thời kỳ mà cảm cúm, cảm lạnh hay là thời kỳ mà dịch bệnh căng thẳng ấy. Thì đây là sản phẩm là sông mũi di động. Đấy, nó sẽ thay thế cho chúng ta các cái dạng việc mà chúng ta phải đun các nồi sông rất là rắc rối, hoặc là chúng ta sử dụng các cái sản phẩm lá sông mà nó chứa nhiều hóa chất ấy. Thì vô hình chung là chúng ta xông cả những cái hóa chất đấy vào cơ thể, và khi mà chúng ta xông đun nước sông ấy, nó cũng làm cho cái nhiều cái hệ lụy như là chúng ta dễ bị mất nước, rồi là da chúng ta sẽ khô hơn. Đấy, có rất nhiều các cái tác hại mà khi mà chúng ta phải đun cái nồi sông thường xuyên, đúng không ạ? Thì cái sản phẩm sông tinh dầu di động này của Nga nó thực sự rất là tiện lợi, tức là họ trong cái sản phẩm này họ đã tích hợp các cái loại tinh dầu rất là tốt, ví dụ tinh dầu bạc hà, tinh dầu thông, dầu khuynh diệp, hoặc là những cái loại tinh dầu rất là tốt cho cái sức khỏe của chúng ta. Và nó có tác dụng là thông mũi này, chống nghẹt mũi này, diệt virus cúm này, và chúng ta thư giãn tâm trạng, tức là làm cho chúng ta mỗi lần mà chúng ta hít cái hơi của cái tinh dầu tự nhiên này thì tự nguyên là cơ thể chúng ta rất là thư giãn, và nó kích thích cơ thể chúng ta sản sinh các hormone hạnh phúc endorphin ạ. Thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là thư thái và thoải mái ạ, có thể mang đi tiện lợi, mang đi mọi nước mọi nơi. Vâng, và nó thiết kế rất là thông minh, tức là đây là một trong những sản phẩm thực sự là mình nghĩ là nó rất là thông minh, vì nó có thể tiện lợi mang đi mọi lúc mọi nơi, và chúng ta có thể cách sử dụng, chúng ta để sát mũi này, sau đó chúng ta hít một hơi thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái tinh dầu nó xông từ trên cái mũi của chúng ta và xuống cả phần khu vực cồn cổ của chúng ta này, cảm thấy rất là thoải mái. Đấy, các bạn có thể tham khảo thêm về thông tin của sản phẩm này. Mình nghĩ là đây là một trong những sản phẩm mà không chỉ giúp chúng ta diệt virus cúm mà rất là thoải mái khi chúng ta mang đi vào những nơi mà cái mùi nó không được tốt, đấy, không khí không được trong lành chẳng hạn này, thì chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm này. Đấy, và nó hoàn toàn là tinh dầu tự nhiên. Khi hết thì chúng ta có thể thêm các loại tinh dầu, ví dụ như là Fairfood có những loại tinh dầu như thế này đấy, bạch đàn hoặc là thông đấy, để chúng ta thêm vào để chúng ta tăng cường cái sức khỏe của chúng ta, và có hoàn toàn và sử dụng yên tâm. Đấy, nó có cả cái loại thỏi nữa, như thỏi son này, chúng ta cũng có thể mang đi trong túi của chúng ta, rất là tiện lợi ạ.